người ngoại, nên chúng tôi sẽ có phần tập chuyện để quý vị khán giả có thể hiểu rõ về tác phẩm này. Vở diễn được chia làm 3 phần, phần 1 Sứ mệnh đã đến, phần 2 Đấu tranh thích nghi và sinh tồn, phần 3 Long bào. Ngay sau đây, vở quốc kịch xin phép được bắt đầu. Thank you.
xuống cửa